vẫn cứ lần lượt tiếp tục các tòa nhà mọc lên đúng như nấm. Tiếp nhỉ. Tòa nhà tiếp lên được. Đây được chuẩn bị đúng rồi. Đường Mạc Nhân Tông, nhiều phố phường chưa bao giờ đến đây một lần nào. Mạc Thái Tông, không đeo kính chả nhìn rõ đây. Đây là tòa nhà của Viện Dầu khí Việt Nam màu xanh xanh. Đúng là Hà Nội của tôi thay đổi chóng mặt. Thay đổi khủng khiếp. Xây theo kiểu kiến trúc Pháp hay gì ấy. Đẹp.
Thành Xuân này để xem được là đúng là sự thay đổi chóng mặt của Hà Nội. Giống như kiểu Nguyễn Văn Cử ấy. Nguyễn Văn Cử, Long Biên thì cũng có liên quan đến nổi tiếng nhiều salon xe. Đường này bị cấm rồi, quay trở lại thôi. Nhưng mà ngõ cụt thì lại có xăng. Tưới thêm nhiên liệu. Đổi thay chóng mặt của Hà Nội. Tranh thủ lúc ông bạn đang đưa đổ xăng ra đây có cái thời gian đứng một chỗ để quay kỹ hơn về sự đổi thay của Hà Nội. Phải nói là quá khiếp. Những tòa nhà cao tầng mọc lên nhan nhản. Đây là một cây xăng. Cây xăng ở Việt Nam thì có các nhân viên đổ xăng, không như ở nước ngoài tự đổ xăng, đặc biệt là Hoa Kỳ. Đã lại có nhiên liệu và lại tiếp tục lên xe, tiếp tục cuộc hành trình. Không biết là tòa nhà kia tòa nhà gì gắn đầy quốc huy với cả ấy. Mắt kém quá rồi, không có kính không nhìn thấy. Thử bóng ra. Tòa nhà mobile phone. Tòa nhà mobile phone này luôn. Quá là khiếp.
thật, nhìn hoành tráng thật nhỉ. Quá đẹp. Và như đi lung tung vòng vèo hết thủ đô xem nó như thế nào. Thậm chí có những tuyến đường chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Bản thân cũng phải tự đi khám phá thủ đô của mình. Quá choáng. Thanh tra chính phủ. Kia là tòa án nhân dân tối cao, tòa nhà của tòa án nhân dân tối cao. Đấy, nơi xử các vụ án trọng tội, rồi là tham ô tham nhũng cấp quốc gia. Đây là đang xây dựng chứ đã làm đâu, à, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa nhà của báo sinh viên Việt Nam và báo học trò. Hay nhỉ, hoành tráng nhỉ, được đặt hết ở đây. Đây sẽ là những thước phim rất là giá trị, rất là quý báu. Được anh em chúng tôi cố gắng ghi lại. Đi tạ phủ xiểm. Đẹp quá đi không? Đẹp và lao vào. Chỗ nào cứ đẹp là ta lần tới. Còn không biết là đi đâu về đâu. Cùng tri thức thành phố. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẳng tiến và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Còn chả biết là mình đang ở vị trí nào. Dịch Vọng Hậu à? Ôi, đi loanh quanh này xa quá rồi. Đây là văn phòng của nào mà quốc quý to thế kia không biết. Đây là chắc là các bộ. Đây là quận Nam Từ Liêm rồi. Các bộ ngành ở đây hết. Hoành tráng quá. Landmark kìa. Hoành tráng chưa? Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trung học, tiểu học, trung học cơ sở FPT. Đây là văn phòng của nó. Trường Đại học FPT. À, chỗ này ta lại đi ra chuẩn bị sân vận động Mỹ Đình, bến xe Mỹ Đình. Đúng không? Trung tâm thương mại Interespo. Thôi, ra đường này là đường Phạm Hùng rồi thì phải. Đúng không? Thôi, bây giờ rẽ phải vào đi xuống đường ấy đi. Rẽ phải đi xuống đường đi xuống đường cầu giấy đúng không?